mến chào các bạn đến với kênh Miền Núi. Lời đầu tiên cho mình gửi đến các bạn là chúc sức khỏe, sống tốt trong đại dịch Covid-19. Đây là một con cá tri phi các bạn, con quái vật. Nhìn nó tầm khoảng 4 kg các bạn, được câu từ cái ao nhà của ông anh mình các bạn nha. Để các bạn nhìn xem này, thì mình đo này. 1, 2, 3 và 4. Như vậy là nó tầm 80 cm các bạn, gần 1 m các bạn ơi. Nhìn nó miệng mồm đỏ lòm như ông ba qua cổng các bạn. Mời các bạn nhìn xem, râu rồi môi rồi đỏ. Giống này nuôi được khoảng tầm 8-9 tháng các bạn, nhìn rất là khủng. Đây các bạn nhìn xem, nó rất là dài nè. Sau khi xử lý cái nhớt của nó thì cắt khúc rồi các bạn. Đúng ra thì để nguyên con như thế này nướng thì nó nhìn ngon và hấp dẫn hơn. Nhưng hôm nay có than, mình nướng trong cái bếp điện các bạn. Cá trê này người ta chế biến cũng khá nhiều món, từ kho để ăn cơm rồi nướng, và một số người họ dùng để nấu cà ri ăn cũng cực kỳ rất ngon. Đây là cái đoạn đuôi của nó đó các bạn. Còn đây là một số gia vị để ướp con cá này các bạn. Cá sau khi cắt khúc để ráo, và bây giờ tiến hành ướp thôi các bạn ơi. Nói chung làm theo cách của gia đình mình. Trong video của mình thì không có hướng dẫn cách nấu ăn, các bạn xem lưu ý cho mình nha. Rồi bây giờ ướp thôi. Được tầm khoảng tiếng 2 tiếng đồng hồ nó thấm gia vị rồi nướng thôi. Mùa dịch mà được ăn những cái món toàn là ngon, chắc mập luôn các bạn ơi.
Đây là mình sử dụng cái bếp điện nướng nướng các bạn. Lát nữa mình nướng thử cái này có ngon không, lát nữa nếu không ngon thì quấn với bạc nướng có lẽ hấp dẫn hơn các bạn. Còn đây là cái gia vị, lát nữa nướng xong mình sẽ bôi lên cho nó thấm vào khứa cá các bạn. Đây, bôi lên chục một cho nó thấm. Chắc lát nữa cuốn với bạc nướng một mẻ riêng thêm xem sao các bạn. Cái mẻ hồi nãy nướng có lẽ không ngon bằng giấy bạc các bạn. Bây giờ quyết định dùng giấy bạc để nướng cho nó ngon hơn các bạn nha. Như vậy là cá đã chín các bạn, đưa ra và thưởng thức thôi. Buổi tối của gia đình đã chuẩn bị rồi các bạn, mời các bạn cùng ăn cơm với gia đình mình nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Mến chào các bạn, chúc các bạn luôn mạnh khỏe trong mùa dịch Covid này nhé.